nếu bạn chỉ có 24 giờ ở Hà Nội. Nhưng bạn vẫn muốn ăn ngon. Hãy xem hết clip ngày hôm nay để mình dẫn các bạn đi ăn ở Hà Nội nhé. Xin chào, các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Ngày hôm nay thì Ninh đang có mặt ở trên phố Tạ Hiện, một con phố rất là nổi tiếng mà đến buổi tối thì nó sẽ thực sự sầm uất, còn ban ngày thì nó sẽ mang lại cho các bạn cái sự gọi là cổ kính một chút nhẹ. Và rất nhiều bạn hỏi Ninh là khi mà đến với Hà Nội, nếu mà em chỉ có 24 giờ thôi thì em sẽ ăn cái gì? Hà Nội thì đã rất nổi tiếng với nhiều món ăn ngon rồi, ví dụ như là bún chả này, rồi bún đậu này, xong rồi phở này, xong rồi rất nhiều món. Vậy thì làm thế nào để các bạn có thể đi ăn hết Hà Nội những cái món ngon nhất ở trong 24 giờ? Ngày hôm nay Ninh sẽ cố gắng để có thể làm hướng dẫn viên cho các bạn. Nhưng mà có một sự thật, đây là những quán mà Ninh sẽ giới thiệu với các bạn theo sở thích của Ninh, theo cái cách ăn của Ninh, và nó là Hà Nội của Ninh, còn không biết là Hà Nội của mọi người thì sẽ như thế nào. Nhưng mà nếu mà các bạn đặt niềm tin, đặt chọn niềm tin vào Ninh thì ngày hôm nay Ninh sẽ cố gắng hết sức có thể, ăn hết sức có thể từ sáng đến đêm luôn. Còn bây giờ thì hãy cùng đi ăn sáng nhé. Buổi sáng ở Hà Nội thì có rất là nhiều sự lựa chọn cho các bạn để ăn sáng. Thường thì mọi người sẽ chọn một cái bữa sáng. Dạ em cảm ơn ạ. Thường thì mọi người sẽ lựa chọn một cái bữa sáng kiểu nhanh gọn nhẹ nhưng mà vẫn phải đủ chất đúng không? Nhưng mà ở Hà Nội thì sẽ có quá nhiều sự lựa chọn cho các bạn, và có hai sự lựa chọn mà Ninh recommend cho các bạn. Một sẽ là quán Xôi Thu. Quán này thì Ninh đã từng review ở trong clip trước đây rồi, các bạn có thể kéo lại để xem. Nhưng mà quán này thì có một đặc điểm là nó nhiều quá, và thứ hai là đắt quá. Mặc dù nó ngon thì có một sự lựa chọn an toàn hơn, và quán này thì Ninh dẫn tất cả bạn bè của Ninh đến đây để ăn. Đó chính là quán Bún Mọc Thủy, nằm ở số 10 ngõ Đào Duy Từ. Nhiều bạn sẽ nhầm là ở số 10 Đào Duy Từ thì sẽ không thấy đâu, mà nó ở trong ngõ cơ. Thì hiện tại Ninh đã có một bát tim mọc sườn nhiều mọc. Đây là sự lựa chọn của Ninh mỗi lần đến với cả Bún Mọc Thủy. Quán này ấy, thì Ninh nghe đồn là đã bán được 30 hay 35 năm gì đấy rồi, thì nó cũng là một khoảng thời gian khá là dài để có thể gọi là sống trụ lại ở một cái mảnh đất mà mọi người rất là kén ăn như thế này. Tức là kiểu người Hà Nội thì họ sẽ hay thường lựa chọn những cái quán nào mà thực sự ngon này. Quan trọng là phải duy trì được cái phong độ đều đặn thì quán đấy nó sẽ tồn tại được lâu. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng ăn một bát bún mọc sườn nhiều mọc nhé. Và nên gọi theo đó một combo là sữa đậu nữa. Mời mọi người ăn sáng. Đêm qua là Ninh thức đêm xem phim muộn quá nên là sáng hôm nay mặt hơi sưng. Nhưng mà hy vọng là từ giờ đến cuối ngày khi mà dẫn các bạn đi ăn quanh Hà Nội rồi thì sẽ không bị sưng nữa. Không có các bạn lại lo cho anh Ninh thức đêm để dựng, không phải để dựng mà để xem phim ạ. Có một điều Ninh rất là thích ở quán bún này, mà một tuần Ninh có thể ăn 3 đến 4 buổi sáng luôn, đó chính là cái nước ở đây rất là thanh. Và nó ngọt kiểu ngọt ngọt từ nước ninh xương ấy, chứ không phải là ngọt từ những cái gia vị phụ gia nhiều. Nên là khi mà ăn các bạn sẽ cảm thấy thực sự nó rất là nuột miệng đó. Và quan trọng ở đây thì bún mọc sẽ còn có cả măng nữa. Quán Bún Mọc Thủy này thì sẽ có hai cơ sở, một cơ sở ở số 10 ngõ Đào Duy Từ và một cơ sở hình như ở số 102 Trần Nhật Duật. Ninh đang không nhớ địa chỉ lắm, Ninh sẽ bắn ở trên đây để các bạn có thể xem. Nhưng mà cá nhân của Ninh ấy thì Ninh sẽ mong muốn các bạn đến đây ở trong ngõ 10 Đào Duy Từ để trải nghiệm cái không gian phố trong phố cổ như thế này, nó sẽ thích hơn là ngồi ở trong quán ở bên Trần Nhật Duật. Và giá cả ở đây thì nó sẽ rơi vào khoảng, ví dụ như bát này khi mà sườn nhiều mọc thì như là 50.000 á, và một cốc sữa đậu ở đây thì nó sẽ rơi khoảng 10.000, trà đá thì 5.000 đó. Thì kết thúc một buổi sáng thật là no bụng với cả cái bát bún mọc thủy để chúng ta có sức đi ăn tiếp cả ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây, mời các bạn cùng khám phá nhé. Sau bát bún mọc thủy thì thực sự là mình cảm thấy là cần phải ngồi ngắm phố phường một chút cho nó xuôi xuống. Tại vì gọi một bát tim mọc sườn nhiều mọc nó quá là nhiều thức ăn luôn. Và hiện tại thì Ninh đang có mặt tại 60 Nguyễn Hữu Huân, cà phê Lâm. Chắc chắn là các bạn đã từng nghe đến cái món cà phê trứng ở Hà Nội rồi đúng không? Hà Nội thì nổi tiếng với hai quán là cà phê trứng ở Giảng và cà phê trứng ở Lâm. Thì nó sẽ khác nhau nhiều nhất là cái gì? Đó chính là về cái không gian. Nếu mà các bạn ngồi Giảng
thì sẽ là ở trong một cái con ngõ nhỏ dẫn vào một khu nhà kiểu cổ mà ngồi ở trong nhà ấy. Còn nếu mà các bạn muốn ngắm phố phường Hà Nội, đặc biệt là con phố cà phê Nguyễn Hữu Huân này, thì các bạn có thể ngồi ở cà phê Lâm ở địa chỉ 60. Thì ngày hôm nay Ninh đã gọi một, đây là một ly cà phê trứng các bạn ạ. Đó, nhìn qua thì đã thấy một cái sự béo ngậy ở trên cái phía lớp kem trứng được đánh lên ở phía trên rồi đúng không? Và đặc biệt là cái mùi này nó vừa thơ mùi cà phê lại có chút hơi tanh tanh một xíu mùi trứng. Nhưng mà khi mà ăn thì chắc chắn là sẽ không tanh đâu. Nên là bây giờ thì hãy cùng Ninh thử món này nhá. Món này nổi tiếng khắp thế giới rồi đấy, không phải ở mỗi Hà Nội đâu. Đây các bạn ơi. Wow. Nhìn ngon hấp dẫn không? Đó. Wow. Và khi các bạn xúc lên thì cái mùi cà phê nó lên rất là thơm. Thì Ninh thì Ninh, như các bạn đã biết là không phải là người quá thích cà phê, nhưng mà cà phê trứng là một trong những cái Ninh có thể dùng được để cảm giác nó không bị quá là say ấy. Thì cái cách chế biến được một cái ly này Ninh vừa mới tìm hiểu trên mạng, thì nó là họ sẽ tách đôi lòng trắng và lòng đỏ quả trứng ra này. Sau đó thì lòng trắng họ sẽ đánh bông lên để làm cái lớp kem ở phía trên. Còn lòng đỏ họ sẽ cho thêm cả mật ong này, thêm cái gì gì đó vào để trộn đều lên làm lớp phía bên dưới. Và cho cả cà phê vào nữa thì sẽ ra được một cái ly như thế này. Đó, thì bây giờ hãy cùng thưởng thức với Ninh nhá. Cà phê ở đây nó không quá đậm đâu. Và cái mùi trứng ở đây khi mà đánh lên rồi nó rất là thơm các bạn ạ. Ninh sẽ không dùng thìa, húp cả cái này luôn. Các bạn thử tưởng tượng nhá, vào cái ngày mà Hà Nội đẹp trời như thế này, ngồi trên một con phố, ngắm dòng xe qua lại, xong rồi ngồi ở cạnh quán cà phê để thưởng thức nhâm nhi một ly cà phê trứng, rất tuyệt vời luôn và rất Hà Nội luôn. Thật ra Ninh rất muốn làm nhiều clip về Hà Nội, tại vì các bạn biết không, là mình đã đi rất nhiều nơi, đến nhiều nước, nhưng mà đi đến đâu cũng thế, mình luôn luôn để nhớ về đồ ăn Hà Nội, nhớ về cái cảm giác như là 6 giờ sáng bạn dậy thật sớm, 5 giờ sáng đi, bạn đi trên đường thanh niên, thấy các cụ già rồi các bác các cô tập aerobic này, tập thể dục, chạy bộ, đạp xe ở trên đường thanh niên, xong rồi nắng chiếu xuyên qua các tán cây, trời ơi thực sự rất đẹp luôn. Và nếu mà các bạn có cơ hội được trải nghiệm một ngày từ sáng đến tối thì các bạn sẽ cảm thấy là Hà Nội thực sự rất tuyệt vời. Mặc dù là bây giờ thì nó hơi ô nhiễm, xong rồi cũng nhiều dịch bệnh, xong rồi các thứ nó có nhiều vấn đề lắm, nhưng mà tự chung lại đi, tất cả mình vẫn là một người con của Hà Nội và mình thực sự vẫn rất yêu Hà Nội. Đi xa đi đâu cũng nhớ về Hà Nội. I love you. One hour later. Và hiện tại thì Ninh đang đứng ở ngõ 74 Hàng Quạt. Chúng ta sẽ cùng đi ăn bún chả. Bởi vì nhắc đến Hà Nội thì không thể thiếu bún chả được. Nếu như trong Sài Gòn các bạn có bún thịt nướng là một cái món rất là có sự tương đồng với cả bún chả, thì các bạn ra đây sẽ cảm nhận là bún chả Hà Nội hoàn toàn khác. Và bây giờ thì hãy cùng vào trong một cái địa chỉ là ngõ 74 Hàng Quạt. Và có một cái kỷ niệm ở đây rất là thú vị, đó chính là nếu mà các bạn đã xem clip của Ninh thì sẽ thấy Ninh đã đổ úp cả một cái bàn thức ăn chưa kịp ăn một cái gì hết xuống dưới ngõ và phải gọi lại một bàn mới để ăn. Đây các bạn ạ, chúng ta sẽ đi vào, ôi trời tối quá, một con ngõ nhỏ, và ngay phía bên này thì sẽ thấy khu vực chế biến của các cô, các chị, các cô. Đó, chế biến ra những bát bún chả như thế này. Ở đây thì mình sẽ mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 10:30 đến 2 giờ. 10:30 đến 2 giờ chiều. Đấy là lý do vì sao ngày hôm nay Ninh ngay 11 giờ đã phải đến rồi, không có sợ đông quá. Và đi vào trong một chút nữa thì chúng ta sẽ thấy cái khu vực có một chị đang ngồi nướng chả này. Thì chính là cái khói ở đây nó sẽ bốc ra phía ngoài. Và thực sự mỗi lần mà đi qua cái hàng bún chả nào thì Ninh đều cảm thấy cái mùi đấy nó rất quyến rũ. Những chiếc nem này thì đã được dán sơ qua rồi đúng không cô? À bạn. Và khi mà chúng ta ăn thì sẽ được dán lại để cho nó giòn và nóng. Đây, sau khi mà đi một con ngõ rất là dài và nhỏ, chúng ta đã vào trong cái khu này rồi. Và đây sẽ là cái khu ăn chính của bún chả Hàng Quạt. Và ngồi ở đây ấy, thì các bạn vừa ngửi thấy cái mùi khói bốc ra từ cái lò, từ cái chỗ nướng chả, và vừa có thể cảm nhận được một cái sự cổ kính nào nhất định ở Hà Nội. Thì thực sự Ninh cảm thấy rất là có không khí để có thể ăn được một bữa ngon. Và hình như đây là suất bún chả của Ninh hay sao ấy. Ngày hôm nay thì Ninh có gọi 2 suất bún chả lẫn cho Ninh và bạn quay phim, cùng với cả 2 phần nem, 2 chiếc nem. Cảm ơn. Đó,
Thì đây sẽ là bữa trưa của Ninh. Đây, một suất đầy đủ của chúng ta có giá 40.000 thì sẽ có chả miếng này. Đây sẽ là chả băm các bạn ạ. Và khi mà ăn với cả bún chả ở trong nước chấm này, chúng ta đừng quên hãy cho một chút ớt tươi. Và đây là tỏi băm để cho cái nước chấm này nó thêm phần hấp dẫn. Ngoài ra trong đây thì cũng đã có hạt tiêu rồi này, có thêm cả đây là những cái đồ muối như kiểu là su hào này, rồi cà rốt. Đó, thì đây sẽ là một bát nước chấm. Chúng ta sẽ đi kèm với đó một đĩa bún như thế này và một đĩa rau sống. Rau sống ở đây thì Ninh có để ý là luôn luôn tươi các bạn ạ. Hoặc là những hôm Ninh đi ăn may, nhưng mà thật ra thì ở đây đồ đây Ninh lần nào đi ăn cũng thấy nó tươi và có rất là nhiều giá ăn, và đây khá là hợp. Ninh đang không thấy cái lá tía tô nào bởi vì là lá tía tô ăn cùng còn lá tía tô đây. Khi mà các bạn đi ăn và các bạn quay thì sẽ được mọi người chăm sóc nhiệt tình hơn. Thì đấy cũng là một cái mình cảm thấy khá là thú vị ở cái nghề này. Và một phần nem này thì sẽ có giá là 10.000 một chiếc. Thật ra cái nem này thì Ninh không khuyến khích các bạn gọi lắm, tại vì là không phải lúc nào nó cũng ngon ấy. Có hôm ngon hôm không nên là không recommend lắm. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu bữa trưa ngày hôm nay nhá. Dạ, con xin ạ. Đấy, ăn lá tía tô với cả bún chả rất là hợp luôn các bạn ạ. Và bây giờ thì mời mọi người nhé. Chúng ta sẽ lấy một miếng thịt. Trời ơi, hấp dẫn quá các bác ơi. Vẫn là cái hương vị đấy. Lần nào đến đây Ninh ăn cũng vẫn là hương vị đấy. Cái vị của nước chấm ở bún chả hàng quạt nó sẽ hơi ngọt hơn so với những quán bún chả khác. Nhưng bởi vì Ninh là người rất thích ăn ngọt nên là Ninh thực sự cảm thấy rất là thích ở đây. Ngoài việc nhiều thịt ra thì cái nước chấm nó cũng khá là đậm nữa, nên là nó sẽ cho các bạn một bữa trưa thật là nhiều hương vị. Mặc dù là ăn tỏi xong thì sẽ hơi mùi, nên là các bạn nhớ có thể nhai xinh gum trước khi đi gặp bạn bè hẹn hò gì đó ở Hà Nội nhé. Nên còn quên, đó chính là ở Hà Nội thì cũng sẽ có một số những cái địa điểm ăn bún chả ngon nữa. Ngoài 74 hàng quạt ra thì Ninh hay ăn ở trên Cửa Đông này. Ninh hay ăn, thật ra ngày xưa Ninh cũng có ăn ở Hàng Mảnh, nhưng mà mình cảm giác bây giờ Hàng Mảnh nó không còn ngon như ngày xưa nữa rồi. Nếu bạn có thể ăn ở đây hoặc ăn ở Cửa Đông. Ăn Cửa Đông thì sẽ có thêm cả cái chả xương sa cũng khá là ngon. Thì nó sẽ là hai cái cách ăn, hai cái hương vị khác nhau. Các bạn mà không muốn ăn bún chả, các bạn có thể lựa chọn một vài lựa chọn khác, ví dụ như là bún đậu. Bún đậu ở Hà Nội, bún đậu mắm tôm ngon cực kỳ luôn. Thì sẽ có bún đậu mắm tôm ở 23 Phan Huy X, ở Anh Tuấn Trọc là cái địa chỉ mà Ninh cảm thấy là Ninh thích nhất ở Hà Nội. Hoặc ngoài ra các bạn có thể đi ăn bún đậu ở ngõ Đông Thái. Ngõ Đông Thái mà đặn giao với cả số 5 Mã Mây. Buổi trưa có nên ăn cái gì ta? Các bạn có thể đi ăn phở cuốn. Phở cuốn khi mà đến Hà Nội mọi người thường sẽ đến Hương Mai hoặc là Hưng Bền, nhưng mà Ninh thì sẽ có một địa chỉ khác cho các bạn rất là ngon, đó chính là phở cuốn Trinh Thắng ở số 8 gì ý nhỉ, Ninh đang quên địa chỉ rồi, Ninh đang bắn ở trên màn hình để các bạn có thể xem. Đó thì cái địa chỉ đấy Ninh cảm thấy là ngon và sạch hơn hai cái cơ sở bên kia, và vị nó cũng ngon nữa. Thì đấy là những cái sự lựa chọn cho buổi trưa. 2 hours later. Chiều khi mà các bạn dạo phố cổ hoặc là dạo qua những con đường rất là đẹp ở Hà Nội như là Hoàng Diệu này, xong rồi Phan Đình Phùng này, dạo lên cầu Long Biên các thứ, thì các bạn có thể lên phố cổ. Và điểm dừng chân tiếp theo xế chiều của mình đó chính là xôi chè Bà Thìn, nằm ở số 1 Bát Đàn, và 95 Hàng Bồ là một cơ sở thứ hai cũng ở ngay phía bên cạnh thôi. Thì bây giờ hãy cùng vào trong và thưởng thức một món quà vặt buổi chiều với Ninh nhé. Đây, trên tay Ninh đang là một cốc chè. Đây là sen dừa thạch chân châu các bạn ạ. Cái thức ăn hay uống thức chè này thì các bạn có thể ăn được vào tất cả các mùa bởi vì nó rất là mát. Còn nếu mà mùa đông đến đây, các bạn có thể ăn bánh trôi tàu hoặc là đến đây ăn xôi chè Bà Thìn rất là nổi tiếng luôn. Và nếu mà bạn lần đầu đến Hà Nội thì Ninh nghĩ là nên ăn thử xôi chè Bà Thìn hoặc là những cái loại chè ở đây, bởi vì đây là chè truyền thống. Và cái hàng chè Bát Đàn này thì nó đã có từ cách đây
từ những năm 30 của thế kỷ trước rồi. Và từ một cái xe của một cụ tên là Thìn đẩy đi thôi. Và đến năm 80 thì nó trở thành một hàng quán như bây giờ. Đây, mình sẽ trộn một thìa lên nó như thế này. Khi mà ăn chè có thêm một chút tinh dầu chuối và rất là thơm. Món này mai qua các bạn ơi. Một ly chè này hình như có giá là 15 hay 20 nghìn ý. Nên sẽ bán cái giá ở đây cho các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn không thích ăn chè, sẽ có một số những cái địa chỉ khác để các bạn có thể ăn vặt buổi chiều, xế chiều. Ăn ốc đi, ốc ngon mà, ốc bà Câm này. Ở trên Tống Duy Tân này, chúng ta có thể ăn ốc Anh Hói ở Tôn Thất Hiệp. Đó, và ăn gì? Trứng chén nướng Cô Ti, đúng rồi, cũng là một món rất là ngon. Hoặc thịt xiên nướng. Thịt xiên nướng thì Ninh hay ăn ở 56 Nguyễn Văn Tố. Đấy là những cái địa điểm mà các bạn có thể ăn vặt buổi xế chiều trước khi chúng ta đi ăn tối. Với sự lựa chọn cho buổi tối ở Hà Nội thì có rất là nhiều, nên có thể liệt kê. Ví dụ các bạn có thể ăn lẩu riêu Nguyễn Biểu này, các bạn có thể ăn lòng giá Nguyễn Siêu, 23 Nguyễn Siêu cũng khá là ngon. Thứ ba là các bạn có thể ăn nầm nướng Vân nằm ở số 200 Phó Đức Chính. Nhưng mà ngày hôm nay Ninh sẽ hướng dẫn các bạn đi ăn một cái món, đó chính là ngan cháy tỏi. Thực sự là Ninh được biết là trong Sài Gòn thậm chí là không có ngan cơ, mọi người chỉ ăn vịt thôi còn không có ngan cơ. Thì ra đây nếu mà các bạn có thời gian để có thể đi ăn ngan cháy tỏi thì cũng khá là thú vị. Có một vài hàng ngan cháy tỏi ở Hà Nội, nhưng mà ngày hôm nay thì Ninh đang ngồi ở... Dạ vâng, cảm ơn ạ. Ninh đang gọi đồ dở. Và ngày hôm nay thì Ninh đang ở số 51 hàng lược Thủy Ngan để có thể ăn cái món ngan cháy tỏi. Tuy nhiên thì các bạn nhìn ở trên bàn ăn vẫn chưa có, tại vì món này thì khi mà chúng ta gọi thì sẽ được làm nóng. Và món này thực sự rất ngon luôn, rất ngon luôn. Nên là bây giờ thì hãy cùng ăn với cả Ninh nhé. Ta-da! Vậy là Ninh đã có một đĩa ngan cháy tỏi nóng hổi vừa mới được chiên lại xong. Và các bạn nhìn này, ở phía dưới ở phía dưới chúng ta sẽ có nửa con ngan, và phía trên thì sẽ có tỏi này sẽ được chiên khô lên. Và Ninh thì bình thường rất là ít ăn tỏi, nhưng mà đây là một trong những cái món mà khiến Ninh ăn tỏi nhiều nhất, bởi vì tỏi cái ngan cháy tỏi này thực sự rất là ngon. Và các bạn nên kết hợp giữa cả tỏi và ngan. Bây giờ thì cùng ăn một miếng với cả Ninh nhá. À đây, Ninh sẽ phải chia sẻ cho các bạn về giá ở đây luôn. Ở đây thì một phần nửa con ngan cháy tỏi sẽ có giá là 230 ngàn. Ngan luộc nửa con sẽ có giá là 200 ngàn. Chúng ta còn thiếu nửa con ngan luộc. Ở đây thì canh măng tiết và bún khô thì sẽ có giá 30 ngàn. Và một cái phần miến trộn như thế này có giá là 40-50 ngàn. Chắc là tùy sức ăn đấy. Đó, thì bây giờ mình sẽ ăn ngan cháy tỏi. Cho em 2 cốc trà đá. Như con 2 cốc trà đá. Đó, một miếng nó như này. Thực sự ấy, ngan cháy tỏi Ninh đã từng tưởng tượng trước khi ăn món này là nó sẽ khô quắt lại. Nhưng không. Từng miếng ngan ở đây nó rất nhiều thịt. Bạn nào thực sự thích ăn thịt ngan mà kiểu thịt da cầm ấy, đến đây ăn nó rất là đã miệng luôn. Ninh sẽ chấm với cả nước chấm này. Đây các bạn ạ. Mời mọi người ăn tối. Cái món này nó hơi ngọt ngọt, mà thịt ngan thì lại rất mềm nhá. Ăn cùng cả một chút tỏi này. Đấy. Dạ vâng, cảm ơn. Phê quá. Quên mất là mình đang rất no. Riêng với bún, các bạn sẽ có hai cách ăn. Một là các bạn sẽ lấy bún khô này cho vào bát. Ôi giời ơi, mình sẽ xin lỗi, mình sẽ cho một chút rau sống. Ninh sẽ cho một miếng ngan vào đây này. Đó, mình sẽ chấm nó như thế này. Trời ơi, đỉnh luôn. Sau đó thì ăn. Cách thứ hai, các bạn cho bún khô vào, xong cho canh măng tiết vào để ăn.
Đấy là hai cách ăn cái món này rất là ngon. Và đừng quên gọi trà đá nhé. Tự dưng thèm rượu quá. Đáng nhiên ra hôm nay Ninh sẽ dẫn các bạn đi ăn lòng rán Nguyễn Siêu ở 23 Nguyễn Siêu cơ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì uống rượu, hôm nay đi lại đi xe máy, uống rượu sẽ không được phép đi xe máy, hơi mệt. Nhà Ninh quyết định đi ra hàng Lược để ăn Phỉ Ngan. Đó. Mày đi bây giờ đi, chậm. Thơm quá, bạn nào mà thích lòng mề chắc sẽ thích món này lắm đây này. Nếu mà các bạn muốn ăn tráng miệng sau cái bữa tối này thì hoa quả dầm ở Hà Nội là một sự lựa chọn rất đúng đắn. Các bạn có thể lên phố Tô Tịch ăn hoa quả dầm hoa béo này. Các bạn có thể lên số 5B Đinh Liệt ăn gọi là gì ta? Sữa chua thạch lá nếp, hoặc là hoa quả dầm ở đấy cũng rất là ngon. Và còn một cái quán chè nữa mà Ninh cũng hay ăn, đó chính là chè 93 Hàng Bạc. Đó thì đấy sẽ là những cái sự lựa chọn cho món tráng miệng của các bạn. Hãy lựa chọn món phù hợp để có thể đi ăn nhé. Thực sự là ngày hôm nay clip đã rất là dài rồi, Ninh định các bạn dân đi ăn đêm nữa cơ. Bởi vì các món ăn đêm ở Hà Nội cũng thực sự ngon, nhưng mà cái bụng của Ninh không thể chứa nổi nữa. Và nếu mà các bạn còn thức đến 11, 12 giờ mà muốn đi ăn đêm ở Hà Nội, có thể lên Phở Huy ở Phùng Hưng này. Các bạn có thể lên phố Tống Duy Tân ăn cơm đảo, chim quay này, ăn phở đường tàu này. Buổi đêm còn có gì ta? Chưa rồi, lúc này là thức ăn của Ninh nó đã lấn hết rồi. Ninh đang hiện một cái danh sách ở trên màn hình ở đây để các bạn có thể tham khảo. Và hy vọng là ngày hôm nay thì Ninh đã làm tour guide cho các bạn, hướng dẫn các bạn một ngày ăn gì ở Hà Nội. Và hy vọng là khi mà các bạn đến Hà Nội thì sẽ không bị gọi là bỡ ngỡ, không biết phải chọn món gì nữa. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Nếu các bạn muốn Ninh ăn sập một cái thành phố nào đấy, hoặc là bí kíp ăn một thành phố nào đấy, hãy chia sẻ về dưới phần bình luận nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. À quên, chưa hết clip đâu. Nếu mà các bạn muốn tham khảo những cái địa điểm ăn ngon, ví dụ các bạn ở địa điểm này ở Hà Nội mà không biết ăn cái gì hết, thì Ninh đang cố gắng để phát triển cái bản đồ của bản thân mình ở trên Google Maps. Và các bạn chỉ cần truy cập vào link ninhtito.com/bản đồ ăn thì nó sẽ hiện ra một cái list những cái quán Ninh đã từng ăn ở xung quanh bạn. Và bạn có thể lựa chọn làm thế nào để có được một bữa ăn thật là ngon vào cái thời điểm các bạn cần. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Nhớ ủng hộ bản đồ của Ninh nhé. Thank you.